Trưa nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì điểm cầu Đà Nẵng tham dự khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn các thành phố châu Á-Thái Bình Dương 2021 lần thứ 13 do chính quyền thành phố Fukuoka, Nhật Bản và Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Định cư Con người Liên Hợp Quốc UN Habitat phối hợp đăng cai tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 10, APCS 2021 là diễn đàn để đại biểu và khách mời danh dự tham gia chia sẻ các thông tin về các sáng kiến nổi bật của thành phố và tận dụng những kết quả từ hội nghị này, như là động lực và gợi ý cho sáng kiến về phát triển đô thị trong tương lai, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, chính sách nhằm hỗ trợ các thành phố đương đầu với các thách thức xuất hiện trong đại dịch COVID-19. Với chủ đề Tiềm năng của các thành phố khi đối mặt với khủng hoảng, APCS 2021 sẽ có nhiều phiên thảo luận tập trung các vấn đề liên quan đến phát triển đô thị trong đại dịch COVID-19, như xu hướng mới trong phát triển chính sách đô thị thích ứng với bình thường mới, đổi mới cải thiện điều kiện sống của công dân để không ai bị bỏ lại phía sau, ứng phó biến đổi khí hậu hướng tới đạt được một xã hội trung hòa carbon và du lịch bền vững trong kỷ nguyên mới. APCS 2021 có sự tham gia của lãnh đạo 59 thành phố đến từ 24 quốc gia trên thế giới. Ngoài Đà Nẵng thì Việt Nam còn có hai thành phố khác cùng tham gia diễn đàn là Hà Nội và Hải Phòng.